Được, ông đọc đi. Đâu? Đâu? Căn phòng vắng lặng, cây quạt đứng im, giường tủ im lìm, người đâu chẳng thấy. Người đi chợ rẫy gặp bác sĩ A, mãi chẳng về nhà, đau buồn tôi khóc. Một đời khó nhọc nay được an nhàn, sao nỡ vội vàng ra đi mãi mãi, khiến người ở lại phải nuốt nỗi đau. Vì đã mất nhau nên thế cứ đau, đau, đau.